là mình đi công tác ở rừng về nha, mình mua được một cái hoa chuối này, hoa chuối rừng luôn nha. Hai cây mang rừng nè. Đầu tiên mình sẽ làm cái món này. Cái này câu. Cái này mua. Câu. Cái mua vẫn mới câu. Mình sẽ hấp. Ớt hành vô luôn rồi. Hành này bỏ một bớt vào ruột các bạn. Chân thơm. Cho miếng dầu á, dầu nó bắt trên này, dầu nước mắm. À đây, sao tới đây, quên. Anh mở dùng em hộ cho tới đây. Rồi đổ hết vô. Đỡ qua cho bạn cá đó. Cái bờ vô cá đó. Rồi. Rồi cho miếng dầu đi. Nó cháy. Hôm nay mình sẽ làm một món rất là độc đáo các bạn. Hoa chuối hấp. Hoa chuối hấp. Cá tấm các bạn. Rồi. Chơi trên này nè. Đều nè. Rồi. Xong. Rồi, quá hot. Rồi. Xong, đợi chờ nó thấm xíu rồi xắt hoa chuối. Giờ thấy không, đoạn này xắt bắp chuối. Xắt hoa chuối các bạn. Cái này ai bỏ ta? Dạ bỏ rồi. Để dưới bể rồi chưa chết. Có con nãy à? Để dưới bể rồi. Ra liền lâu lắm. Sắp luôn nhau. Rồi ok. Chúng ta bơm nước chút rồi. Xuôi. Có chuối này là mua ở trên Tân Nguyên gì đó chú? Sắp nhuyễn gì hả? Sức to đó hả? Là biết. Ồ, cũng dạng. Chuối này lót ở dưới ha, để ủ lên. Bây giờ bắt cái đá lên xong rồi bỏ này vô luôn. Vậy bắt lên phải không? Dạ, bắt lên từ từ. Đưa nhẹ nhẹ. Thank you.
biết chế món, thành cái món này thành có người ăn được, là heo ăn được các bạn. Lần đầu mình làm chuyện đó. Cái hoa chuối này thì làm được rất là nhiều món các bạn. Xưa thì mình cũng hấp những cái cá, là cá chép là hấp là tuyệt vời nhất các bạn. Nhưng mà nếu có cá chép mình hấp cá tấm. Cực kỳ non luôn. Rồi. Ok. Có khi này mình chơi luôn cái men vô luôn ta. Men hấp vô đá liều luôn không? Ai biết đâu. Làm luôn. Tao nhúng thai chứ là tao tắt thai. Chưa ai nướng không? Ai biết mày làm nướng cái thời giờ đó rồi. Rồi. Bỏ vô luôn. Rồi mình chơi thập cẩm luôn em, dúng ai rồi. Các bạn ăn được mà. Măng này thì măng rừng mà măng ngọt các bạn, không có măng đắng. Cho nên là mình chơi luôn. Ấm bà lăng luôn. Cái vùng núi, cái vùng rừng núi ở Tân Nguyên với lại Bến Cát là cái măng này rất là nhiều nha các bạn. Người ta mà trồng theo để làm kinh tế cũng có rồi. Thì ngày hôm nay thì mình làm cái món gọi là cá chấm hấp măng rừng và hoa chuối rừng. Các bạn chờ xem thưởng thức thì nó hương vị như thế nào nhé. Rồi. Dạ dạ để cái này tới vô đây em xử được rồi. Ở đây là mình sẽ đốt lửa luôn cho nó hoang dã nha, mà thật ra nó công quá nằm luôn ở đây luôn rồi. Nãy giờ làm là lửa nhỏ thì làm lửa lớn luôn. Rồi. Không được chơi luôn. Okay. Rồi các bạn.
bạn thông cảm nha, vì mình không có nắp, mình chơi vậy luôn. Có mùi rồi các bạn, có mùi hấp dẫn rồi. Thank you.
Dạ dạ. Nhẹ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Chính đường các bạn, thành quả bên đây. Quang quá. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ các bạn, là thành quả của mình nè. Mình chưa có thử luôn, để xem. Lần đầu làm chừng ấy, thập cẩm các bạn, này là còn có hoa chuối này, cái chấm cỏ này và măng rừng, không biết như thế nào, chờ xem. Buổi chiều muộn như thế này gió rất là mát, thưởng thức là cá chấm cỏ hấp hoa chuối và măng rừng các bạn. Con gì bay mời các bạn nha. Cá hấp đồ nấu mình hấp, đồ mình hấp hấp rồi cá thủy mới hấp, cái này mình để nồi mình nấu mình bỏ hấp là mình ra như tắt đúng không, để làm đó đúng rồi. Cái cá làm đâu có đó giữ ăn ngon, phát biểu công nghệ cho mày quan ăn thịt gà. Cái đường qua này nó làm 6 mét mày nói làm sao mà không tới mày, rồi mày đổ đất sát mẹ bị xuống rồi cái trụ kỳ nó cầm rồi qua khỏi cái cây xài mày không nhớ cái trụ đó à. Thấy hôm nay trùng dịch đó, cái trụ nó trùng dịch đâu, trùng dịch qua khỏi cái xài nó vô muốn ngỡ đến đất này sao nó chơi đóng khẩu trừ 80 vậy mày, hồi đánh có đóng 80 đánh thì từ ở trên này em đo xuống đó bao nhiêu không, 80 họ chuối đâu không, vừa ngang 5 mét 5 mấy, nói chung là như vậy là được nhậu ngon. Con 5 mét rồi, 5 okay. Mét rồi uống 20 mét, 10 mét là 50 rồi, mà mười mấy mét thì thành công thành công các bạn. Dẹp mà vừa gắn không được, tao muốn xuống lấy cái ổ kia lên cái đầu tắm chầm bá. Cái dẹp nó tiếp xúc điện không tốt, cái xe quạt là tải lớn rồi hư. Măng măng quá, ngồi chơi rồi bắt đầu tới giờ. Nhưng mà cái từ xe nó không có bia.